Mình bắt đầu, mình đang bắt đầu chuẩn bị đi làm. Thì hôm nay là thứ bảy, mình lên làm trễ một tí. Sáng thì mình đi gì với gia đình, mình đi làm giấy chứng minh nhân dân một tí. Rồi bây giờ mình bắt đầu đi làm đây. Ok, bye bye. Anh Nhật đang edit video giùm. Nhật ơi, say hi. Anh đẹp trai quá mời, chú ơi, say hi. 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 Sao tụi bay đen quá, công bằng anh trắng. Chỉ là anh nói áo anh trắng. Ok ok. Chỉ là anh nói áo anh trái luôn rồi, nó không hết. Đó mà ở trong ủa do nhà em có mà bữa chúng mình đi gì vui thế đi 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 bắt đầu nè làm xe nào vô sao ngộ sau chuyến này em sẽ nghe lời em. Làm gì? Em chịu, anh lỡ giờ. Tại sao anh có thể đi vào ngày chuyến nhật đó cô hả? Nói rồi, hôm nay hửi hơi người. Anh không nghĩ ra tại sao? Tại không phải là quay. Nga chụp nó không có. Anh chối, chối nó nghe nè, anh chối, chối nó nghe nè, chối. Ok, bây giờ mình sẽ review ba cái lỗ của anh Chuối. Đây một cái lỗ, ở đây cái lỗ logo hình kiểu Dead by Daylight. Đây là cái lỗ thứ hai, dấu ít là kiểu thể hiện sự X-Men, mà cái lỗ thứ ba nằm ngay giữa ngôi sao. Cái này gọi là gì ta? Dead the Star. Đây đây. Bye-bye. giờ là hình ảnh mà Sơn đang ăn cơm như một con chó con. Sơn, anh có muốn nói gì không Sơn? Ok. Sơn đang chơi cái gì vậy? Ok, cảm ơn mọi người, đã theo dõi video vừa rồi của mình. Thì nếu mọi người thích những cái vlog cuối tuần như vậy thì mọi người hãy nhớ ấn like, share, subscribe. Gì vậy đó? Dạ đây. Ok, nếu bạn thích những video giống vậy vào cuối tuần thì hãy nhớ ấn like, share, subscribe để ủng hộ cho mình nha. Ok, mọi người những video lần sau. Bye bye.